con muốn mẹ hạnh phúc với con. Con muốn mẹ hạnh phúc với con hả? Mời đi Kim. Mời nhà trai. Rồi, mời đi em trai. Nào, bây giờ nhà gái mình giới thiệu về mình coi. Dạ, con chào cô Hồng Vân ạ. Con chào chú Quyền Linh. Chào anh đồng hành cùng em. Xin chào quý vị khán giả. Em tên là Kim Dung. Năm nay em 29 tuổi và em đến từ Đà Lạt ạ. Con làm tư vấn viên tài chính của công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife ạ. Con làm ở Sài Gòn? Dạ không, con làm ở Đà Lạt ạ. À, hiện giờ đang sống, sinh sống và làm việc ở Đà Lạt luôn. Dạ vâng ạ. Mời nhà trai. Em tự giới thiệu, em là Đỗ Văn Tú. Năm nay 33 tuổi, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Biên Hòa. Làm gì Tú? Dạ em làm kỹ sư cơ khí. Em có những ưu điểm, khuyết điểm gì Tú? Ưu điểm thì sống tự lập, biết nấu ăn. Có khuyết điểm gì không? Nhút nhát trước đám đông, với hơi nóng tính chút xíu. Em đã từng xuống Biên Hòa chưa? Dạ có rồi ạ. Có rồi hả? Dạ. Có sợ yêu xa không? Dạ yêu xa thì dạ con cũng không sợ lắm, nhưng mà quan trọng là do hai người á cô. Rồi bây giờ mình nói về cái ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Dạ ưu điểm của con là một người sống rất là vui vẻ, hòa đồng, thích những công việc như là từ thiện hay là giúp đỡ người khác ạ. Còn điểm yếu? Dạ còn khuyết điểm của con thì vì con là người sống tình cảm nên là con khá là mít ướt hay khóc nhè á cô. À hay khóc nhè hả? Dạ nấu ăn thì cũng chưa được ngon ạ. Này là con làm hay là con mua? Dạ đây là con tự làm á cô. Vậy là con giỏi quá rồi, này là làm thủ công ha, khéo. Dạ vâng. Tay đúng không? Dạ. Đường tình duyên của em trai sao nè, nói cho đàn gái kia, nói lớn lên. Dạ em thì trải qua hai mối tình. Hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì thời đi học. Rồi mối tình đầu tiên bỏ qua, mối tình sau này là mấy năm? Mối tình thứ hai thì em quen và lập gia đình được 11 năm. Của em lập gia đình rồi? Dạ vâng ạ, em sống. Được 11 năm? Dạ. Trời ơi, được mấy đứa cháu? Dạ em được hai cháu gái. Bây giờ hiện tại cháu nhỏ thì 6 tuổi họ ở với mẹ. Còn cháu lớn là năm nay 12 tuổi ở với em. 11 năm nhưng lý do tại sao lại chia tay? Dạ tại vì trong cuộc sống thì công việc của em ấy thì là hay đi công trình, đi làm xa. Mới hay nữa là em cũng vì là tính chất công việc em ham mê về công việc quá cho nên là cũng ít dành ít thời gian cho gia đình, dẫn đến tình cảm càng ngày càng nhạt phai. Lo do em đi qua sao? Dạ, đi làm, em đi làm việc, em muốn chăm sóc gia đình. Dạ. Bây giờ trời, hai đứa nhỏ, một đứa là 6 tuổi ở với mẹ, dạ, 12 tuổi với ba, vậy thời gian đâu chăm sóc đứa nhỏ? Dạ cháu lớn thì ở với em thì tại giờ đang ở với ông bà nội. Bây giờ liệu là nếu mà mình lấy vợ về á thì em nghĩ là em có thể lo được cái cuộc sống cho thêm một người vợ mới và nhiều khi lại có con nữa không cưng? Dạ cái này em đủ khả năng, không dám hứa nhưng mà chắc chắn sẽ là một chỗ vợ tinh thần và vai vững chắc lo cho cuộc hôn nhân sắp tới. Chị muốn hỏi là em thì sao về cái tình duyên của em? Em cũng như anh, em cũng có một trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ ạ. Và cách đây khoảng hơn 4 năm ạ. Hơn 4 năm rồi? Dạ. Là đổ vỡ hơn 4 năm, vậy là mình có con chưa? Dạ, em có một bé gái ạ. Một bé gái hả? Dạ. Là bé ở với em? Dạ vâng ạ. Là mấy tuổi rồi? Dạ, hơn 5 tuổi ạ. Cái vấn đề này thì chút xíu các bạn nên trao đổi thẳng thắn với nhau luôn ha, về cái vấn đề con anh con em này luôn nha. Bên đàn gái có bây giờ muốn đi tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Bờ vai vững chãi ạ. Về kẻ mặt tinh thần lẫn kinh tế. Và phải thực sự là yêu thương con gái em ạ. Dạ, đó là một yếu tố quyết định của em. Sao em... Dạ, cái đó là điều chắc chắn. Tại vì em là sống nội tâm, sống rất là tình cảm. Dạ. Thì có qua có lại thôi em. Dạ. Người ta yêu con em thì em yêu con người ta. Dạ, là cái vậy. Chuyện đó là hết sức là công bằng đúng không? Dạ. Thì hôm nay mình đi với ai nào? Dạ em đi với bố, con gái, anh chị em. À vậy hả, có con gái đi nữa hả? Bây giờ hỏi ý kiến con gái chút xíu đi ha, rồi qua ông nha. Con gái tên gì? Con chào ông Huỳnh Linh. Con chào bà Hồng Vân. Chào con. Con chào các quý vị khán giả. Con tên là Trường Ngọc Quỳnh Chi. Năm nay con 5 tuổi. Con là con gái của mẹ Dung. Rồi giờ con hôm nay con muốn nói gì với mẹ nào? Con muốn nói gì với mẹ mình không? Dạ có. Con nói đi. Con muốn mẹ hạnh phúc với con. Con muốn mẹ hạnh phúc với con hả? Nếu như có người nào về ở chung với con chịu không? Dạ có. Có hả? Rồi ngoan chú quá. Chú này nè, chú này về ở con có chịu không? Dạ có. Có hả? Con thấy thích chú này không? Dạ có. Có luôn.
Rồi, thấy cưng quá rồi đất luôn rồi đó. À. Thế nói chương trình thì chào ông Mai và Mối. Thì dạ. Mình là bố đẻ của cháu Dung. Dạ, con chào bác. Chào cháu. Dạ. Mình thì hiện tại đang sống ở Đà Lạt. Thì qua mình thì cháu Dung thì cũng trải qua một mối tình. Rồi là hai đứa cũng đã thương yêu nhau rồi cũng lấy nhau. Đấy, nhưng mà được hơn một năm thì là chia tay. Dạ. Nhưng do lý do ấy thì thực chất ra thì cũng Dung sống là trong nội tâm và tình cảm. Dạ. Thích người chồng phải quan tâm mình. Vì Dung rất là ước ao. Thường ấy là cứ ước ao làm sao lấy được một người chồng giống bố mình. Dạ. À. Dạ. Dạ. Thì thôi qua chương trình này thì cháu Dung đây thì cũng là cái cơ hội để hai đứa gặp nhau. Thì bác thấy cháu bên này thì cũng có nhiều cái điểm cũng giống tương đồng đây vì thứ nhất là cái nội tâm sống trong nội tâm thì chú sống rất là nội tâm. Dạ. Cái đó là điều quý nhất. Nhưng chú chỉ có một cái là một điều chú chỉ hỏi một cháu một điều thôi. Dạ. Trong gia đình thì nó có hai cái, nhất là về kinh tế và tiền bạc. Thì cháu sẽ chọn trong cái tình cảm nhiều hơn hay là về kinh tế nhiều hơn? Dạ, theo quan điểm của cháu. Dạ vâng, cảm ơn bác. Thì con xin trả lời câu hỏi của bác. Thì thực sự ra là trong cuộc sống thì đối với con thì cái vấn đề vật chất không thành vấn đề. Khi mà hai người sống mà có tình cảm thì cả dù khó khăn đến bao nhiêu đi chăng nữa thì mình cũng cùng nhau bảo ban, cùng nhau vượt qua thì có tất cả. Còn nếu mà quan trọng về vật chất thì con nghĩ là cái tình cảm không bao giờ gắn bền. Đó là điều tuyệt vời. Dạ. Quan điểm đúng không chưa bác đây? Dạ. Thứ hai bác chỉ hỏi cháu một câu. Dạ. Giả sử cháu có khả năng về Đà Lạt ở với chú được. Có không? Có về không? Dạ, không, đấy là điều kiện. Dạ vâng, thực sự thì con nói với bác là cái vấn đề thì khi mà hai người mà tìm hiểu mà hợp là tiếp tới được với nhau thì vấn quan trọng thì cái vấn đề là ở đâu không quan trọng. Quan trọng chủ yếu là hai người hợp và cùng nhau bỏ ban nhau làm ăn. Thì các cụ nói là đất lành chim đậu, không có căn ngại gì, vấn đề là ở đâu hay bất kỳ chỗ nào. Mình sống ở đâu thuận tiện, công việc, làm ăn mà phát huy được, phát triển được là tốt thì mình cứ phát huy. Chứ không quan trọng là phải bắt về chỗ nào chỗ nào. Rồi, nghĩa là có thể thấy này được ha. Đây là một chàng một người đàn ông rất là bản lĩnh đã vượt qua những thử thách và sát hạch của họ nhà gái. Bây giờ em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Ngoại hình thì ưa nhìn là được. Ưa nhìn là được. Cao 1m55 trở lên là ok. Biết quan tâm chia sẻ. Đó, và rồi. Biết kính trên nhường dưới. Ồ, chào gái. Dạ. Trời đất ơi, xinh quá trời xinh nhờ. Đúng là đường tình duyên hả? Thôi, buồn làm chi em ơi. Hết duyên tình cũng lỡ làng ha. Thôi, mà coi như là cái duyên phận nó vậy rồi, cũng đừng buồn nữa. Mình nên mở ra một cái tương lai tươi sáng hơn nữa, mở lòng mình ra nữa ha. Dạ. Em trai đi với ai vậy? Dạ, em đi với bạn thân của em ạ. Bạn thân luôn hả? Ê, bạn thân cho vài ý kiến coi nào. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Vân ạ. Dạ, em là Tình Giang, em là bạn thân của bạn Tú. Mình mong rằng là bạn Tú với bạn Dung bên đây, hai người cho nhau cơ hội tìm hiểu với nhau nhiều hơn để có kết quả nó tốt đẹp hơn, nhanh nhanh gần gần để cho bạn Giang được đi nhậu đám cưới. Rồi, à. Cảm ơn thằng trai. Thôi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Nào hãy chốt lấy thời cơ, mở rào. Có con gái quá trời xinh luôn vậy đó. Tới anh có món quà tặng em không? Dạ em cảm ơn anh. Đây. Cái món đó, cái gì vậy cưng? Dạ sách ạ. Sách. Sao em lại em rất thích đọc sách luôn. Dạ, cái sở thích của em mới hay nữa là thực sự là em là con người sống nội tâm. Cho nên là em tặng em gái một cái cuốn sách là Tấm Lòng Vàng. Có là bao nhiêu cái lòng tình cảm của em là dành cho trong chọn trong cuốn sách đó. Thay lời em muốn nói. Thay lời muốn nói bằng cuốn sách. Rồi, mình cảm tặng bên nhà trai đi cưng. Dạ. Dạ, em đến từ Đà Lạt. Đà Lạt thì nổi tiếng với lại hoa và dâu tây ạ. Và em mang những đặc trưng của Đà Lạt đến tặng cho anh. Rồi, cảm ơn em. Nice. Trước đám đông với mà trước một người phụ nữ xinh đẹp thì em rất là nhút nhát mà không biết thì em có làm một bài thơ gửi tặng bạn gái cũng như tất cả quý vị trong khán giả ở trong trường quay. Vì em run quá không nhớ được nên là thôi xin phép nó đọc. Bây giờ đối tượng của bạn là bạn này cho nên dạ, bạn xưng là anh em đi. Dạ. Thì anh tặng em bài thơ. Chào em cô gái dễ thương, vừa gặp anh đã mến thương em rồi. Đắm say những lúc nàng cười khiến anh ngây ngất cả người xuyến sao. Xinh xinh má ửng hồng đào ấy kia đầy đặn làm sao kìm lòng.
Nhìn vào đôi mắt sáng trong, hồn anh đã lạc như không lối về. Nhìn nàng quả quyết, quả hết chỗ chê. Chỉ sao mơ ước nàng về cùng anh, đắp xây, xây mối mộng lành, sẻ chia bầu bạn cùng anh sớm chiều. Thỏa lòng cho một chữ yêu, điều gì em muốn anh chiều em ngay. Chung tay xây mối duyên tình, thành một tổ ấm gia đình mộng mơ. Xin hết. Bài thơ rất là hay và ý nghĩa luôn ạ. Em cũng là một người sống rất là lãng mạn nên là rất thích một nửa của cuộc đời mình là một người sống tình cảm và lãng mạn như vậy ạ. Em xin tặng anh bài Anh của Thùy Chi ạ. Anh vẫn đến dù trời có mưa giăng khắp lối, dù cho những lúc gió rét xua tan mùa đông lạnh lùng. Anh đến với ánh mắt bao tình yêu nồng nàn, nụ cười trên môi xóa hết âu lo. Anh mang đến cuộc đời những phút giây ấm áp, tựa đầu vào nhau dưới ánh sáng muôn vì sao diệu kỳ. Nhờ thắp ánh sáng cho tình yêu đôi mình hòa nhập con tim ngàn lời yêu thương. Bây giờ mình hẹn hò thế nào đó, đó mình bàn thử đi em trai. Thì thực sự thì anh ấy đang sống và làm việc ở Biên Hòa. Thì vậy là anh em mình cũng khoảng cách là cũng là khá xa. Thì theo em thì anh em mình có thể tìm hiểu như thế nào nó hợp lý. Em thì từng nghe có một câu nói thì em cũng không nhớ tác giả của đó, nhưng mà đại khái nội dung như thế này. Tình yêu thì như những đốm lửa, nó sẽ bùng cháy khi mà đó là một ngọn lửa lớn, nhưng mà nó sẽ bị dập tắt khi đó là những đốm lửa nhỏ. Nếu như mà thực sự trong xa cách, nếu như hai người thực sự yêu thương nhau thì đó không phải là một rào cản. Tình yêu mà nó đủ chín mùi thì cả xa cỡ nào thì anh cũng có thể cố gắng và vượt qua được hết. Cái đó là cũng là một cái sự thử thách ban đầu. Chủ yếu là hai người có dành chọn cái tình cảm cho nhau hay không thôi. Hiện giờ cái kinh tế của em đang ổn định không? Dạ, kinh tế em thì ổn định. Như nãy em chia sẻ là em cần một người cả về vật chất lẫn tinh thần, đúng không? Thì liệu rằng cái công việc của bạn này lên Đà Lạt có phát triển được không? Khi mà bạn phải làm lại từ đầu. Thì cái đó là tụi em phải tự tìm hiểu và nói với nhau. Tức là khi mà mình đã là trưởng thành rồi thì những cái điều đó là mình phải gọi là giống như lật bài ngửa với nhau hết thì mới có thể bền chặt được. Chứ còn bây giờ không còn là yêu đương vớ vẩn nữa mà phải là yêu và đi đến một cái gì đó nó kết thúc viên mãn, đúng không? Vâng. Đó. Tại vì thực sự cảm ơn chị là tại vì là đúng ra thì công việc của em thì làm chỗ nào cũng được, nhưng mà tại vì trên đó thì em cũng chưa biết cái mô hình như thế nào, nhưng mà cái một cái thành phố du lịch và đang rất là nổi thì em nghĩ là cái vấn đề đó thì không có quản ngại gì hết. Anh nghĩ thế này, với một người yêu xinh xắn thế này, một cô vợ tương lai đẹp thế này thì ở đâu mình cũng đi, thậm chí trong rừng mình cũng vô luôn. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Quan trọng là tình yêu thăng hoa, chúng ta có thể làm tất cả mọi việc. Dạ. Như nãy em nói là quan trọng là tình cảm. Dạ. Còn công việc ở đâu chúng ta cố gắng thì nó cũng sẽ thành công thôi. Dạ. Chứ bây giờ anh hỏi thật sự là trái tim em có rung động trước đối phương chưa? Thực sự là em rất là rung động chứ không phải rung động nữa. Trời, nhìn là thấy rung động toàn phần rồi. Cô gái xinh đẹp như thế, vấn đề là chúng ta đủ sức để có thể lo cho hai đứa nhỏ, rồi còn một đứa nhỏ ở nhà bên vợ cũ nữa ha. Nói gì nói, mình cũng phải có trách nhiệm với những đứa trẻ đó. Thấy không? Bây giờ em nói một câu gì để thuyết phục cô này, đơn giản như vậy thôi. Nào, hãy nói những cái gì mà từ trái tim của mình, nói thật lòng với cô ấy đi. Anh với em tới đây cũng là một cái duyên, thì chúng ta hãy cho nhau cơ hội để tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Yêu là yêu thật lòng. Anh không hứa là cho mẹ con em một cái giàu sang phú quý, nhưng anh cũng sẽ là một chỗ dựa tinh thần, một cái bảo vai vững chắc để làm điểm tựa cho hai mẹ con cùng với bố con anh phát huy và tiến tới gia đình phát triển kinh tế một cách tốt nhất và nhanh nhất. Không giàu sang phú quý nhưng mà phải đủ ăn đủ mặc. Dạ, đúng rồi. Hãy quên cái chữ đó. Dạ. Đủ ăn đủ mặc là phải yên bình, phải dư chút đỉnh thôi, đủ ăn đủ mặc không được đâu. Cái đó thì điều là rất là chắc chắn rồi. Rồi, ok. Dạ. Còn chuyện bấm nút hay không, trả lời thế nào là phụ thuộc vào cô gái. Dạ. Hai bạn hãy để tay vào nút bấm. Hai bạn cũng đã lớn rồi, đủ sức để chúng ta cảm nhận xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Cảm nhận đúng, chúng ta bấm nút. Cảm nhận không đúng,
chúng ta không cần phải bấm nút. Hãy nhắm mắt lại, xem thực sự hình ảnh nãy giờ, câu chuyện nãy giờ nó có rung động con tim của mình hay không. Đừng bấm vì bất kỳ điều gì cả, bởi cái nút bấm nó hết sức quan trọng nha các bạn. Duyên nằm ở đó. Nào, 3, 2, 1. Hết thời gian. Bấm nút. Chúng ta đã đồng ý hẹn hò với nhau, đồng ý cho nhau một cơ hội. Hứa gì với bố vợ tương lai đi? Con xin hứa với bác, với gia đình nhà gái thì con là người sống rất là nội tâm, thì con sẽ cố gắng nắm bắt cơ hội, là chỗ dựa tinh thần cũng như vật chất là vững chắc nhất để lo cho gia đình sau này phát triển kinh tế tốt nhất. Tất cả những lời hứa đó nó còn mãi mãi trên truyền hình nha. Không bao giờ phai cả, và hứa gì thì nhớ đó. Xin phép bố cho hôn bạn gái. Con xin phép bác cho con hôn gái. Nè em nói gì với con bé kia kìa? Con có thích đi chơi cùng với chú với mẹ không? Dạ có. Nói vợ gì cũng có chứ hả? Xin mời nhà gái. Trời ơi, mẹ Linh thích lắm nè cưng. Rồi anh chào anh. Rồi chào em. Anh tặng anh với chị Hồng Vân vỏ trái cây. Trời ơi. Trời ơi thích thật. Cảm ơn em. Thích thật. Rồi chúc anh gửi cho chị Hồng Vân hai trái, còn nhiêu anh lấy hết. Nói nghe nè, rồi em giới thiệu về bản thân coi nào. À dạ em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và anh bên kia Tường Hoa ạ. Kính chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Thảo Linh, hiện tại em đang công tác và làm việc tại Cần Thơ. Em là người gốc Cà Mau ạ. Công việc của em hiện tại là giáo viên dạy múa ạ. Dạy là mầm non hay là trung học? Dạ, em dạy cao đẳng ạ. Em dạy cho các bạn học sinh lớn học trung cấp ạ. Rồi, mời bạn trai. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và chào bạn gái bên kia. Chào toàn thể quý vị khán giả. Tên là Nguyễn Nam, sinh năm 1982. Nghề nghiệp kinh doanh là cũng ở Cần Thơ luôn. Dạ. Vậy kinh doanh về gì? Dạ em cho thuê nhà trọ với cho thuê xe Honda. Rồi xong luôn. Vậy bữa nào xuống em cho anh mượn nha. Cho mượn miễn phí. Cảm ơn em. Bữa trước em có coi anh đóng cái phim gì mà lúc đó đẹp trai đó mà. Tóc đóng thợ sửa cơ khí đó. Lúc trước đẹp trai hả? Còn lúc này sao? Lúc này cũng không độ. À được. Rồi em giới thiệu về mình đi. À, dạ em điểm mạnh điểm yếu. Dạ vâng ạ. Dạ điểm mạnh điểm yếu của em á là điểm mạnh của em á là em yêu thích nghệ thuật. Em chuyên về nghệ thuật là nhiều ạ. Em có thể nấu ăn, yêu thích con nít. Còn điểm yếu của em á thì em hơi là nóng tính, ít nói hả chị? Của em múa gì? Múa đương đại hay là múa? Dạ em là giáo viên dạy múa dân gian ạ. Múa dân gian dân tộc. Em trai, em điểm mạnh điểm yếu thế nào nói cho đàn gái biết đi. Dạ ưu điểm em thì nấu ăn ngon, thể thao, không có hút thuốc, không có ăn nhậu, chỉ lo ra làm thôi. Rồi em sao tình duyên sao, được mấy mối tình rồi? Em có hai mối tình không chính thức ạ. Chia tay mối tình thứ nhì bao lâu rồi? Dạ cũng chắc cũng khoảng được gần nửa năm ạ. Còn đàn trai em có mấy mối tình rồi? Dạ cũng hai mối tình, năm 27 tuổi mới biết yêu anh. 27 biết yêu dạ, hả? Dạ hồi đó em nhát lắm, dạ, quen nhau được một năm mà chia tay. Mối tình thứ hai thì cũng chia tay được 2 năm rồi. Lý do chia tay là gì em? Dạ mối tình đầu là do người đó ham tiền quá chơi, mà lúc đó thì em cũng khó khăn đó. Mối tình thứ hai là do ghen bóng ghen gió, với lại là lập trường không có vững đó, rồi cũng chia tay. Dạ em làm nghệ thuật thì em có kén chọn cái người bạn đời của mình không? Anh ấy phải là cầu tiến, biết làm ăn chẳng hạn. Nếu mà không được công việc nhà nước như em á thì cũng phải biết làm ăn, biết tự lập. Thương yêu kính trên nhường dưới. Bên đó là dư luôn rồi đó. Dạ. Còn ngoại hình thì sao? Dạ ngoại hình á em có hói một chút cũng không sao. Hói chút cũng sao phải không? Cái này được nè, cái này được đó nha. Chăm chế được. Hói nhiều. Nhưng mà anh ấy phải cao hơn em một cái đầu, lẫn nghĩa đen và nghĩa bóng ạ. Ồ, em cao mét nhiêu? Dạ em cao 1m6. Anh ấy cao nhiêu vậy anh ấy cao ơi? Cao hơn 1m6. Dạ cao 1m78 chưa? Wow, rồi dương cái đầu rưỡi rồi em ơi. Trời ngon lành. Ừ ngon lành liền. Dạ. Được, để tôi qua tôi coi đàn gái sao mà. Em chào anh. Dễ thương ha. Dạ, cảm ơn anh. Ừ. Những điều gì mà em không thích nhất ở đàn ông em gái? Thiếu rõ ràng trong cách cư xử giữa người với người, hoặc là trong chuyện tình cảm.
Anh là anh, em là em. Dạ đúng. Em gái mưa là em gái mưa. Dạ không hề, không thể, em không chấp nhận em gái mưa luôn. Gái mưa với mây cái gì? Mưa em gái mưa lâm râm được không? Dạ không luôn. Quan điểm của em là không có mưa gió, không có cái gì hết trơn, không có mưa gió gì cả. Mỏi, ừ. Biết đâu có em gái xong. Trời ơi, dễ thương quá. Dạ. Em ơi, dạ. Thằng trai hơi bị ghê đó nha, chị nói em biết trước vậy đó. Chị thấy vỏ trái cây là chị thấy lời rồi. Em không thích người phụ nữ ở cái điều gì? Dạ, em không thích là ăn chơi với lăng nhăng. Có ăn chơi không? Dạ không. Có lăng nhăng không? Dạ càng không. Dễ gì, tại vì bên đây người ta đã không chịu em gái mưa là biết người ta không bao giờ có dạ. Anh trai mưa rồi. Rồi. Cả bộ ok đó. Hỏi người thân đi Vân. Tu chí làm ăn nè, đúng không? Dạ. Đó, bây giờ em đi với ai nè? Dạ em đi với chị họ em ạ. Chị họ. Chị... Dạ xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, chào bên nhà trai và tất cả các bạn khán giả. Em là Bảo Ngọc, chị họ của Thảo Linh. Thì em thấy là các anh bên đây về ngoại hình tướng tá, ngon lành, tính tình thì thật thà. Đặc biệt là anh thì chuẩn bị trái cây, còn bên đây thì bánh là rất là hợp với nhau, có bánh và có trái. Em với Linh chơi chung với nhau từ nhỏ, thì Thảo Linh thuộc loại là người phụ nữ rất là hiếm có thời buổi này á. Dù là làm nghệ thuật nhưng mà lại rất là giản dị và ra đường thì không có biết tha son chét phấn gì trơn á. Nấu ăn ngon và giỏi việc nhà, gọn gàng, ngăn nắp lắm nên anh yên tâm. Bạn đi với ai? Dạ em đi với em. Dạ lời nói đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh với chị Hồng Vân. Với tất cả mọi tổ chức giờ bên đàn gái và ảnh. Tính anh Nam là người tốt, cực kỳ giỏi việc nấu ăn và việc nhà, kinh doanh rất là giỏi. Thì cho em xin nói về bạn gái bên này. Nói với anh Nam là em thì đối với em thì được. Anh cứ mở nắp lộng mở cái màn ra xem đi. Nếu mà được thì mình thử cho nhau một cơ hội tìm hiểu. Dạ, Nam có làm nghệ thuật không em? Dạ có anh. Nó ngày xưa gì? Cũng anh cũng có đi đóng phim á. Trời ơi, đóng mấy dây phụ không anh? Đóng phim rồi đó hả? Dạ. Đóng phim gì? Phim Vượt Qua Nỗi Đau với Dốc Sinh Tồn á. Dữ vậy hả? Đóng vai gì? Vai Sáu Đen. Vai Sáu Đen. Đó. Vai Thợ Mộc, Vai Báo nữa. Chút mở rào ra em diễn đại ca Sáu Đen cho bên đàn gái coi. Dạ em thích diễn tình cảm hơn anh ơi. Bên kia múa, bên đây đóng phim. Trời ơi ngon lành. Tôi mở rào liền đi ha. Rồi. Tặng quà. Chào em. Dạ em chào anh ạ. Anh không nhắc là em quên. Không nhắc quên nữa. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn em. Quà gì, quà gì nói cho bạn gái biết đi em. Là mỹ phẩm. Là bánh này là do tụi tay em làm. Rồi cảm ơn. Em thấy anh sao? Dạ thì rất là ổn định ạ. Về ngoài cũng ưa nhìn, dễ thương. Còn anh nhìn em là như thế nào? Thấy em cũng hiền, dễ thương. Dạ, em cảm ơn. À, em có một câu hỏi như thế này. Nếu mà em không được như người chị họ của em, tại vì chị họ của em yêu thương em thì nói là như vậy, mà em không được như vậy thì anh có thất vọng không? Thôi, cũng không thất vọng vậy. Bây giờ nè. Bạn dạ. Này chắc cũng không có mạnh tay mạnh chân được đâu. Yêu quá. Dạ. Mình phải mạnh mẽ luôn, đóng vai đại ca sao? Giờ anh thử một đoạn nha. Quýnh lộn, bị người ta quýnh không? Không, bây giờ thử diễn đại ca nè, bước tới nè. Nói cho cô biết nha. Cô mà không trả chiều nay, trả tiền cho tôi đó. Trả tiền hụi cho tôi đó. Nhốt cô vô nhà nghỉ đó. Coi như anh đạo diễn nè. Chuẩn bị, máy quay, bắt đầu. Rồi tiền em thiếu anh rồi em tính sao? Dạ từ từ em trả được không anh? Từ từ là bao lâu? Thì anh biết từ từ là đó. Em hẹn là bây giờ 5 ngày, 10 ngày vậy đi. Rồi tới đó thì tính tiếp. Thôi em biết từ từ à. Từ từ anh bỏ cho em nấu cháo cho Nhự bây giờ. Bây giờ tỷ Nhự không có tiền rồi sao? Con em hỏi. Lỡ em không có tiền giờ em muốn từ từ để. Không có tiền á thì về nhà giúp việc nhà cho anh. Trừ tiền. Vậy ha. Đặt thẳng vấn đề luôn. Dạ. Rồi với anh về nha. Rồi với anh về nha. Trời ơi. Rồi nợ dai đâu cả trời. Bác làm trừ tiền được à. Em múa một đoạn nào đó. Đúng rồi. Dạ. Giới thiệu bạn trai biết tài năng của mình. Dạ vâng, em cũng muốn xin tặng chương trình cũng như anh chị MC và bạn Nam một điểm múa nhẹ nhàng về quê hương ạ. Bé giống hành Thúy. Em xin cảm ơn ạ. Rồi kế hoạch sao, sinh con sao?
Dạ em thích một trai một gái hả chị? Em là cực kỳ thương con nít luôn. Ở sớm anh cũng thích con nít lắm, hay dạ. chơi với mấy đứa nít. Buổi tối thì em cũng có dạy thêm, nhưng dạy full tuần luôn. Dạ. Nếu thí dụ như hẹn hò thì anh có chờ được không? Chờ lần tháng gặp nhau mấy lần. Kiểu như là cũng có giờ, kiểu như buổi tối thì em dạy từ 6 giờ đến 7 rưỡi. Thì sau đó thì vẫn có thể hẹn hò. Giờ đó thì cũng rảnh. Dạ. Thì anh có muốn hỏi gì thêm em không? Được em. Được. Để tao rút bấm. Chuẩn bị sẵn sàng sau 3 tiếng đếm. 3 2 1. Hết thời gian. Anh xin lỗi em. Dạ không sao ạ. Tại sao em lại không bấm? Dạ em thấy chưa có rung động. Đã, chương trình đã nói rồi, phải rung động mới bấm, còn không rung động hãy nhường cơ hội cho người khác. Cảm ơn em đã tham gia chương trình, mong rằng hai đứa sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Sốc luôn. Đúng rồi. Hơi bị sốc. Đúng rồi. Tại em đã nói ban đầu em thích con trai mà tính toán kỹ. Chết rồi sao khóc vậy? Không chị, em mắt em nó bị. Sao vậy? Bị đông á. Mời bạn nam. Mình có thể giới thiệu sơ sơ lý lịch của mình. Chào anh Nguyễn Linh. Dạ. Chào chị Cát Tường và chào bạn gái phía bên kia. Em tên Lâm Tấn Thương, em nghề nghiệp em là kỹ sư xây dựng cầu đường. Dạ em 30 tuổi, hiện nay em đang học cao học. Nhà ở đâu? Dạ em ở Bạc Liêu. Hiện tại bây giờ ở đâu? Hiện tại là em đang ở Sài Gòn chị. Rồi. Dạ em xin chào chị Cát Tường và anh Nguyễn Linh và bạn bên đó. Em tên là Tuyết Minh, em 26 tuổi, hiện em đang làm nhân viên xét nghiệm. Xét nghiệm gì? Em xét nghiệm trong bệnh viện á chị. Mình làm việc ở đó lâu chưa? Dạ em làm được 3 năm rồi chị. Quê mình ở đâu bạn? Quê em ở Đồng Nai nhưng mà hiện em đang sống và làm việc thành phố Hồ Chí Minh. Bạn có thể giới thiệu một chút xíu về mình, điểm mạnh và điểm yếu của bạn. Điểm mạnh của em là biết nấu ăn, không mít ướt, vui vẻ với lại là đúng giờ. Còn điểm yếu của em là nóng tính. Mấy sao em thấy em bình thường mà mọi người nói em dữ. Với lại là em đi chợ, em hay để quên đồ ngoài chợ. Cái này lạ nha. Hôm bữa em đi chợ, em để quên cái bịch thịt ở ngoài chợ. Cái xong em về nhà em thấy mình để quên rồi, em suy nghĩ là không biết mình nên lấy không ta. Cái suy nghĩ cái quyết định em định đi ra chợ đi tìm. Cái em gặp cái chú mà nãy mua rau, em hỏi chú có thấy bịch rau của con không? Trời ơi có bịch rau mà cũng để quên. Ủa vậy để quên bịch thịt hay quên bịch rau? Quên bịch thịt. Quên bịch thịt sao ra đi kiếm bịch rau? Nói chung là em để quên bịch thịt. Trời ơi trời. Nghe cái câu chuyện để quên đó, bạn trai có cảm giác gì? Ủa anh chồng tôi đâu? Dạ cái đấy chắc không dám quên đâu anh. Không dám quên đúng không? Dạ. Đấy là bạn nữ vừa trải lòng mình một chút xíu về tinh thần của bạn ấy. Còn bạn? Em chắc cho em nói về cái sở thích của em đi. Rồi. Em thì có cái sở thích cũng hơi lạ. Em hay thích đọc mấy cái mà chuyện cười có tính chất và kiểu mà hại não với phá đạo anh. ví dụ. Vậy em ví dụ em đố chị một câu ha. Con trai có cái gì quý nhất chị? Hại não quá. Cái tim. Dạ thì có thể là cũng đúng, nhưng mà cái đó là mình nghĩ theo cái cách thông thường, còn mình nghĩ theo hướng bá đạo mình trả lời vậy thì nó không có gọi là bá đạo. Thôi tôi biết rồi. Cái gì vậy? Hỏi lắc léo, hỏi đố nữa. Con gì? Con trai. Con trai có ngọc. Đó là chị biết. Ai biểu nghĩ vậy chị? Hay. Đúng là bá đạo. Đố giờ anh á, con gái có gì quý nhất? Đó, trả lời bá đạo đi. Cái này em nghĩ chưa ra chị ơi, để hôm nào nghĩ ra đi em nhắn tin em trả lời chị. Rồi vậy đi. Thôi bây giờ điểm yếu điểm mạnh của bạn, đừng nói điểm mạnh là đố người ta nha. Dạ không, chắc em nói điểm yếu của em chút xíu. Em hay hát. Hay hát là điểm yếu hả? Dạ tại vì nhiều khi á mà em hát cái dạng như là gặm ngồi cũng hát nghêu ngao, nhiều khi đang ra đường chạy xe cũng hát nữa chị. Nhiều khi á đi tới đèn đỏ dừng cái ta quay qua nó nhánh. Thằng này miệng nó nhép nó bị não hay gì á. Làm thử cái con biết cái mức độ tới cỡ nào. Thử hả chị? Đúng rồi. Chắc em cho em đứng lên cho có nội lực. Đúng rồi. Em dấu yêu ơi, anh đang quay về 10 năm xa vắng. Anh sẽ đưa em đi tìm một giấc mơ đời. 10 năm đợi chờ phải không em? 10 năm nhọc nhằn chiếu trong tim ta chót vong thân, ta chót vong ân, mang tôi hoa niên làm kiếm phong trần. Hát hay mà. Dạ, em nói em đâu có nói em hát dở đâu, mà tại vì em nói em hay hát là cho mình muốn hát hay là mình phải tập luyện lên để mình mới hát hay được. Đó mà nhiều khi người ta ra đường nó nói thằng này nó bị khùng. Giờ em hát bài gì bá đạo cho chị Tường với nghe coi coi. Ủa chị muốn hát em chế lại khúc sau nghe cho nó bá đạo chứ. Bá đạo nha. Anh sẽ đưa em đi về nhà anh em nhé.
anh sẽ yêu em, thương em chân thành và đến suốt đời. Còn chi ngại ngùng nữa em ơi, còn chi giận hờn nữa em ơi. Em hãy tin anh, em hãy theo anh, ta bấm nút nhanh cùng nắm tay về. Câu cuối cũng được, cũng có bá đạo. Cái này cũng cô gái dữ lắm nè. Có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ cũng sơ sơ vài mối chị. Vài mối. Với cái mục ruồi này với khả năng ca hát bá đạo vậy, sao tại sao phải cần nhờ tới các Tường với Quyền Linh? Dạ thì cái gì nó cũng có nguyên nhân nó chị. Một tán gái hay lắm hả? Dạ không, tán có gái chiêu... hay thì ế sao ngồi có đây. Có chiêu gì không? Dạ không chị. Chiêu sao được chị, tại vì mỗi người tính cách khác nhau. Nếu chị có chiêu gì xài chung được chị thì nó giết cũng biết kiếp, nó bán nó lấy tiền vào chết. Cần cái gì nhất ở người phụ nữ? Ngoại hình có quan trọng không? Thì em cũng muốn có ngoại hình là cao một chút. Tại vì mấy chị nha, em cũng tương đối cao cao, không cộng hơn 1m6 không à. Nếu mà lỡ như mà em lấy cái bạn nữ về hơi thấp quá thì nhiều khi tội nghiệp cho bạn ấy. Tôi chỉ hỏi thích cái gì, tôi đâu có cần lý giải đâu. Mà mỗi lần hỏi một câu lý giải dài dữ vậy. Dạ. Một hồi 2 phút nói chuyện làm ơn để cho người ta nói vậy đó. Khó ghê. Khó ghê luôn. Hỏi người ta trả lời là không có. Nè nè nè. Bữa nay tôi làm mai nha. Ờ chê tôi là chết không? À. Nói chung là cũng chăm sự nhờ chị. Qua bên kia nói tiếp em chút. Nghe không? Nãy giờ ngồi đây cũng nghe rồi. Anh thêm lanh quá chị. Ờ anh lanh quá. Anh thêm lanh không? Anh còn hơn em. Em lanh không? Thì hơi hơi. Đó nãy giờ do chị đè bên kia không cho bên kia nói. Đúng rồi. Bây giờ phải cho bên nữ nói nè. Rồi đó. hai người nói đi. Rồi không, nãy giờ em nói rồi tới bạn. Rồi. Ờ nãy mình nói hát, bây giờ em hát lại đi. Điều nhục nhã nói em là hát cái gì? Tại vì trước khi em tham gia chương trình này á là mọi người trong cơ quan có tập cho em rồi. Ờ vậy vậy. Không chứ em chưa kể hết. Tập xong á cái em hát giọng cổ rồi hát còn nhạc buồn á, cái họ cười chảy nước mắt, họ kêu em đừng có hát, hát là bạn nam anh bệnh đi về. Nói chuyện bà anh đâu, hát đi. Dạ vậy cho em hát, em nhắm mắt nha chị. Ờ cũng được. Tại vì em thấy người ta cười em hát không được. Em hát bài chị ông nâu nâu nâu. Nghe cái tựa là ta cười rồi đó. Nói trước em hát dở nha, nên mọi người đừng có bất ngờ. Chị ông nâu 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 nâu, chị bay đi đâu đi đâu. Chú gà trong mây gây, ông mặt trời mới dậy. Mà trên những cành hoa em đã thấy chị bay. Dạ hết rồi. Nãy anh nói quá, bây giờ em nói lại đi. Trời, lão giật mình nha, chào em. Hay mà. Thiệt không anh? Thiệt. Nít nó khoái lắm á. Em không thích gì ở người đàn ông? Ghét nhất là đàn ông keo kiệt. Nãy quên hỏi vụ này. Chút anh nhớ lại là nhìn lượm thởm á. Không, mà đây lịch sự lắm. Tại gì nữa, không thích gì nữa. Bao đó hả? Như đó rồi nha. Dạ, còn em thích tiêu chuẩn của em á là người đàn ông cao 1m65 trở lên. Rồi. Khuôn mặt chữ điền, hàm răng trắng đều. Thôi hàm răng đều được rồi, khỏi cần trắng. Mà này cũng lành cho ớn luôn à. Thôi, bây giờ nè, hỏi về người nhà em có đi theo không? Dạ, em có cái anh bạn đi theo. Sao anh bạn? Thấy cô mình nói thế nào? Dạ bạn bên này thì rất là xinh, rất là hợp với bạn của em. Ý hỏi mình bình thường nó nhiều vậy hả? Dạ không, bình thường thì do là tính của bạn này cởi mở cho nên rất là thân thiện chứ không có nói nhiều. Hôm nay lên chắc vui. À, nay em có đi với ai không? Dạ em đi với nguyên đội ế. Nguyên một đội ế. Rồi rồi. Dạ bốn bạn nữ xinh xắn. Dạ chào anh Huyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào đội ế. Thế này sao? Đầu tiên là ảnh hài, bạn em cũng hài dữ lắm anh. Em một rùi anh có ý kiến gì không? Chắc ba em phải đi xóa quá chị. Không anh, đừng xóa anh. Nốt rùi đó, tài giận tốt. Em thích coi bói lắm. Trời ơi, trời ơi, rồi em coi quẻ, em coi quẻ cho hai người này coi. Coi bạn. Coi ngày tháng nào được coi em báo luôn. Coi quẻ này được không? Theo em coi bói, năm 2019 kết hôn được, đẹp. Rồi, cảm ơn bạn. Kéo màn lên, hai bạn sẽ có 2 phút để gặp nhau. Nào, chuẩn bị tinh thần. Hai người quay mặt nhìn nhau. Chào em. Chào anh. À, đầu tiên anh có món quà tặng cho em. Dạ, em cảm ơn anh. Ghét ai một rùi bự một rùi tôi lắm nha, thật sự luôn. À, anh thì tính anh thì anh nói nhiều vậy thôi, thật sự anh là rất là nghiêm túc, thành ra trong chuyện tình yêu anh cũng rất là nghiêm túc. Còn em, quan điểm tình yêu em như thế nào? Em theo em quan điểm về tình yêu là sự chung thủy, tôn trọng và chia sẻ. Đúng rồi, anh rất là thích hai người phải chia sẻ và chủ động lẫn nhau chứ. Ủa anh học chừng nào xong, chừng nào đám cưới? Dạ rồi? Em đang làm luận văn chị. Em bây giờ thì chỉ cần kiếm được cô dâu thôi, nhà ba mẹ rất là ok rồi. Tại thì anh chưa có làm ra được nhiều tiền, tiền đó thì tất cả là của cha mẹ hết. Em làm mấy đó cũng có tiền mà sao em nói em chưa có giữa ba mẹ là sao? Chừng mình gọi là làm thì có tiền mình cũng phải xài, mình cũng phải sống ăn với chị. Với lại bản thân mình đang là thanh niên nó độc thân thì nói chung mình xài tiền thì nó cũng hơi thoáng một chút. Bây giờ giá tiền tháng mà có 10 triệu bạn dám mua cái điện thoại 8 triệu tặng cho bạn gái không? Dạ không chị. Chứ điện thoại nhiều mua. Em không có cái khái niệm là mua mà tự nhiên mà tặng. Chứ tại vì đơn giản là
khi mà mình tặng quà cho bạn á, thì phải có là một cái ý nghĩa gì đó hoặc là một cái gì đó chứ tự nhiên mà tự nhiên nói à, anh mới lãnh lương anh mua tặng cho em cái điện thoại. Tận gì phải lý do trời, lý do mình tự tạo ra chứ. Sinh nhật tặng 8 tháng 3 tặng, thiếu gì cơ hội. À, thì ý em nói là vậy, phải có một cái cơ hội mới tặng được chứ tự nhiên chị nói là em cứ lãnh lương xong là đem đi tặng. Ủa sao nãy giờ cứ truy bên tôi hoài vậy? Đừng lo em, không sao chứ. Tưởng á. Em nói gì đẹp để người ta nói chị mai mối mà chị khó tính quá. Em thấy em nói nhiều. Như nói hay liếm môi anh, em không biết con trai mà nói liếm môi. Ủa liếm môi là sao? Không, bình thường anh không có, tại hồi nãy giờ anh bị khát nước thôi. Không, em không thích cái điểm nào. Ví dụ như lúc mà chị Tường hỏi anh đó là có tặng được không thì anh có thể nói tặng người máu anh kiếm cái dịp nào tặng chứ nói không làm sốc đúng không? Ừ đúng rồi. Hơi bị sốc. Đúng rồi. Tại em đã nói ban đầu em thích con trai mà tính toán kỹ. Thế rồi sao khóc vậy? Không chị, em mắt em nó bị ấy. Sao vậy? Bị đau mắt. Chết rồi. Không được rồi. Bị đau mắt thôi. Thôi tôi ngồi về ghế tôi kiểm điểm bản thân là mới được khóc anh. Không phải, anh bị đau mắt chứ tự nhiên có làm gì đâu tự nhiên anh khóc em. Nói chuyện với em mà khóc làm như là anh đang coi phim ấy. Đúng rồi. Sao chị? Đâu sao đâu. Nói cảm động khóc luôn. Hình như em có băn khoăn điều gì thì phải. Dạ. Yeah. Chắc cái điều tặng cái điện thoại với anh. Anh nói vậy. Không phải. Đúng, anh không nghĩ là em băn khoăn điều đó đâu. Tại vì em có khả năng mua được cái điện thoại đó anh. Em không băn khoăn đâu. Thôi cảm giác gì chúng ta sẽ biết sau sau một vài phút nữa. Chúng ta sẽ suy nghĩ thật kỹ nha các bạn. Tình yêu chân thành sẽ xuất phát ngay từ bây giờ hay có thể là bạn, các bạn tự suy nghĩ và quyết định trong vòng 3 tiếng đếm. 3 2 Hãy thật sáng suốt để nhấn nút và không nhấn nút. Bắt đầu. Hết thời gian. Bạn có bấm không? Bạn có bấm hả? Nó lên kìa. Một chút hoảng hốt, một chút lo lắng khi mà màu đỏ nó không hiện lên đúng không? À, băn khoăn cái điều gì bây giờ mình có thể nói thật luôn. Dạ em băn khoăn về tính cách anh đó, không biết có hợp với em không nữa. Tại em tưởng tượng người trầm tính, ít nói, hiền hiền á. Bạn trai, bạn hiện giờ cảm giác như thế nào? Mình nắm tay nhau, cái đi mình đã đóng nói hẹn hò, mình nắm tay nhau lấy cảm xúc, lấy tinh thần. Thì nói chung thì... chia sẻ thật nha. Dạ, khi mà lên đây thì gặp một bạn nữ xinh thế này thì lúc như người nào cũng phải là sao xuyến trong lòng. Với lại mà bạn này làm bên y đó, em cũng rất là thích. Tại vì nhà em cũng có nhiều người hay bị bệnh. Bạn này bạn dữ lắm á nha. Dạ không sao. Em nhìn... cái chuyện đó là em chấp nhận. Bạn sẽ quản lý em luôn đó. Dạ. Quản thúc em luôn á. Mình biết anh hả? Anh biết hay gì? Anh biết sao không biết? Hiểu không? Dạ, đó là chuyện mình. Mời nhà trai. Thôi, hợp lý quá ta. Mời nhà gái. Chào cô gái. Tôi thấy khoái nhà mời trai rồi đó nha. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Chào em, xin chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Xin chào chị Ngọc Lan. Dạ. Xin chào bạn kế bên và xin chào khán giả. Em tên Lâm Quang Văn, 29 tuổi và ở thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp là quản lý công ty vận tải và tổ chức sự kiện. À, làm ở đâu Văn? Dạ em làm Củ Chi anh. Rồi nhà mình ở đâu? Dạ Củ Chi luôn ạ. Hiện nay Củ Chi mình ở với ai Văn? Dạ hiện nay là ở với ba mẹ. Lấy vợ về là chắc chắn là làm dâu Củ Chi rồi ha? Dạ lấy vợ về là ở nhà riêng, em có nhà riêng rồi. Ngon lành luôn. Tới bạn gái nè. À, dạ con chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, bạn nam bên kia và quý khán giả trong trường quay. Con là Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1994, đến từ vùng đất Sen Hồng là Đồng Tháp. Hiện đang là dược sĩ, là quản lý cho một nhà thuốc thuộc chuỗi nhà thuốc ở khu vực Đồng Tháp luôn ạ. Mình nói chút xíu ưu điểm, khuyết điểm đi Văn. Dạ em khuyết điểm của em là kiểu như ít về nhà mà ít nói chuyện với ai lắm. Mà kiểu như là phải đi coi sắp xếp lại nè. Về nhà ít nói chuyện với ai luôn á hả? Ở nhà có ba mẹ mà không nói chuyện với ai là mệt lắm rồi nha. Dạ tại vì khuyết điểm em mê làm lắm. Mê làm? Dạ em ham làm tới 1-2 giờ sáng ngày nào cũng vậy hết á. Trời đất ơi. Dạ. Ba mẹ lớn tuổi chưa? Ba mẹ em mới có 51 à. Ừ vậy được. Dạ. Chứ để ba mẹ lớn tuổi rồi phải chăm sóc người kia mà lo làm không ai lo cho ba mẹ nha. Dạ. Rồi anh chị em mấy người? Có một mình em gái à. À em gái? Dạ. Em gái còn ở nhà đâu? Dạ em gái vẫn ở nhà. À. Em gái học lớp 10. Lớp 10 hả? Dạ. Rồi hai anh em ha? Dạ. À, như vậy là em cũng gọi là ít có giao tiếp ở ngoài đúng không? Dạ nói chung là em làm thì làm tiếp xúc lúc nào cũng nhiều người đó. Ừ.
Nhưng mà về nhà em ít có đi ra đường, ít đi ra đường lắm. Tức là làm xong về nhà thôi. Dạ, giờ làm xong về nhà, làm xong về nhà không có tiếp xúc bạn bè, không có ăn nhậu rượu chè ngoài đường cũng gì hết. Người đàn ông dạ. Đàng hoàng. Còn mà không còn tiếp, nói không như đi còn ưu điểm của em thì nói chung là em mê làm lắm, gì em làm được hết. Nói chung là em chịu học, cũng rất là mê học và thích nấu ăn này kia, rồi giống như là ở gia đình ở nhà thôi chứ không có ra đường. Thích đi chơi quá hả? Dạ, không đi đâu hết, nói chung là ở nhà. Còn đi đâu chứ đi du lịch với gia đình thôi, chứ không có đi ngoài. Đó. Sao người gì mà hoàn hảo dữ vậy ta? Nhà trai tôi là đi làm xong về nhà không đi giao tiếp với ai, không đi chơi đâu hết trơn á. Chỉ có lo làm kiếm tiền thôi. Hay để quá. Nữa lo cho vợ thôi. Trời, hay quá. Rồi bây giờ mình nghe ưu điểm khuyết điểm nhà gái nè. À, dạ, ưu điểm của em là em hòa đồng, hay cười, biết quan tâm và chia sẻ. Em hay giúp đỡ người khác. Còn điểm yếu của em là em chưa có giỏi về các môn năng khiếu như là ca hát nè, hay là trang trí nè, hay là nấu ăn. Thì nấu ăn chỉ nấu được một số món đơn giản thôi. Những cái món cầu kỳ quá thì chưa có biết, nhưng mà sẽ cố gắng học. Nói chung là nấu ăn gia đình thì được, chứ nấu đám tiệc là không được. Đúng rồi, lại thêm cái là em dễ xúc động. Con gái mà. Trời ơi, nhà gái tôi cũng đơn giản, dễ thương lắm, không có cái gì hết trơn trọi. Văn có mấy mối tình rồi Văn? Dạ, trước đây thì nói chung là từ đi học. Đi học thì em không quen ai đó. Xong rồi vừa ra trường đó, thì em chỉ quen một người. Là chỉ có quen 8 năm. Mà chia tay không đến nhau là thôi luôn. Tới giờ em chỉ quen. Quen kiểu như quen chưa có gọi là sâu đậm hay kia được. Yêu 8 năm là sâu sắc lắm á, mà sao chia tay Văn? Dạ, thật ra là cũng gì nhiều khi là do tuổi tác của gia đình, nhiều khi là người ta bên kia người ta thấy mình không, trước đây nhà mình cũng nghèo quá, người ta kiểu như người ta khi dễ. Nên là từ khi đó về sau là em cố gắng em làm, không có nghĩ tới cái gì hết. Đó là cái động lực để em làm kiếm tiền rồi, đúng không? Giờ hiện tại là em không còn cần, em về giờ là em lo đủ dư sức hết rồi. Giờ là có nhà riêng luôn rồi đó. Giờ em khỏe hết rồi. Giờ nhiều khi người ta nhìn lại người ta không biết có buồn hay không chứ em là coi như là hạnh phúc hiện tại. Có gặp lại bạn gái đâu? Dạ, nói chung là em không có. Nhiều khi người ta cũng muốn điện thoại cho em mà em không bao giờ mà muốn liên lạc tới hết á. Em muốn coi như người ta khi dễ từ em mà khi dễ tới gia đình em luôn, nên em thôi em tính dứt khoát luôn. Thôi bỏ qua đi, mối tình 8 năm cũng sâu đậm, chắc nhiều kỷ niệm lắm ha. Nhưng bây giờ thì từ đó tới nay là bao lâu rồi? Từ nó tính ra cũng từ lúc chia tay tới 4-5 năm mà. 4-5 năm. Vậy mời là bạn, nhà gái. Bạn quá giỏi đó chứ, 4-5 năm mà bạn đã gầy dựng lại được một cái gọi là có tài sản, vậy là quá giỏi rồi. Đúng không? Chúc mừng bạn nha. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, nhà gái của chúng ta bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em cũng chưa trải qua mối tình nào hết á. Thì lúc đi học cũng lo học thôi à. Còn khi mà ra trường đi làm thì dành nhiều thời gian cho công việc á. Là mình ít ra ngoài, mình có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với người khác. Còn trong cái số người mà em có biết á, thì cũng có qua tìm hiểu. Nhưng mà cảm thấy không hợp nên là mình không thể tiến tới được. Có thể là về tuổi tác lẫn cái không cùng quan điểm luôn. Là hai người không có điểm tương đồng nên là không thể tiến tới được. Sao? Chào chú. Chào bạn gái xinh đẹp, dễ thương. Dạ, con cảm ơn. Chưa mối tình dắt dai luôn. Chưa mối tình nào hết. Bên đây có mối tình nhưng mà nó có tổn thương. Bây giờ là muốn tìm để gọi là bù đắp cái tổn thương đó. Dạ. Bây giờ mình muốn một người đàn ông như thế nào để mình gọi là chọn làm tấm chồng tương lai? Dạ, con cái mẫu người của con là thứ nhất là có công việc ổn định. Quá ổn định. Dạ, thứ hai nữa là người nhẹ nhàng, ấm áp, tình cảm. Dạ, rất ấm rồi, luôn. Là người lễ phép nè, hiếu thảo, có tinh thần cầu tiến, sống có trách nhiệm và biết yêu thương chăm lo cho gia đình. Có đủ luôn. Còn gì nữa không? Cao lớn, dạ. Mập mạp. Về ngoại hình thì dễ nhìn thôi, con không có đặt tiêu chuẩn gì quá cao đâu. Có thể là cao hơn con tầm một cái đầu là được. Chà, câu nói đầy ẩn ý à. Dạ. Thấp hơn chút được không? Thấp hơn. Thấp hơn chút xíu. Dạ, không sao ạ. Không sao ha. Dạ. Quan trọng là người ta có nghị lực sống, người ta có sự phát triển, người ta yêu thương mình là được rồi. Còn thấp cao đừng có quan trọng ở đây. Dạ. Mập ốm cũng quan trọng không? Nha. Dạ. Chân thành là được. Dạ. Yêu mình là được. Quan tâm mình là được. Không lăng nhăng là được. Dạ. Bên kia không cao bằng hả? Xém bằng. Để tôi qua tôi coi. Qua đi, xém thôi. Rồi sao? Miễn sao người ta cao
hơn cái đầu là được rồi. Chào em. Chào chị. Trời ơi sao bà dễ thương quá vậy. Không có hai người bạn bệnh đó. Này chị thấy không giống em luôn không? Giống y chang. Em hồi nãy em nói em thích người nhẹ nhàng hả? Dạ. Ừ. Đưa người nhẹ nhàng qua trước đi. Đưa tôi mượn người nhẹ nhàng qua trước. Người bên đây nhẹ nhàng lắm. Dễ thương cưng lắm. Đây. Sao mà giống dữ vậy trời? Tại vì cái này là theo em từ nhỏ tới lớn luôn anh. Phải không? Tại vì từ xưa từ nhỏ tới lớn là em là bạn bè anh và kêu em Doraemon không à. Nói chung là Doraemon mà có tối thần kỳ cái gì cũng làm được hết. Nói chung là mình chủ yếu là cái não mình cao trước thì từng còn cái mình thì đúng sao? Rồi. Bây giờ mình khuyết điểm em nhiều khi khuyết điểm em là em ngại với bạn bè là vậy. Nhiều khi mình cái cơ thể mình nó như không có ngại gì hết. Dạ nên em không có em mướp mít dễ thương. Dạ. Nhớ sắm cái áo đầm đầm như đó được nhớ chút xíu nó được ha. Em không đầm đầm chút nữa được. Em ơi. Dạ. Nó bật ngửa không? Thôi được rồi. Rồi. Cục cưng của em á. Cục cưng á. Hai cục cưng bên đây. Hai tục tưng dễ thương không? Thật không, ra là chị rất chị nhìn em chị rất là có cảm tình. Yeah. Bởi vì nhìn rất là đáng yêu, rất là dễ thương. Bây giờ hình mẫu lý tưởng của em là cái gì? Dạ lý tưởng của em hiện giờ chỉ có người phụ nữ gia đình thôi. Giờ em chỉ cần ba mẹ em vẫn hối lắm mà. Giờ em cần quen một bạn nào để cưới là có tình cảm là cưới thôi. Nói chung là em giờ xinh xắn giống Suka đó. Dạ. Dạ không cần phải vậy, chú với biết chăm lo gia đình này kia đâu, chịu khó này kia được rồi. Bạn gái bên kia chưa có mảnh tình dắt dai. Dạ. Luôn đó. Bạn bên đó nó cùng em mà cùng ngành đi chứ. Trước đây em là học em tốt nghiệp kỹ thuật y sinh. Ồ vậy hả? Dạ em học kỹ thuật y sinh là chuyên về thiết bị máy móc bệnh viện á, học tốt nghiệp trường đại học Nguyễn Tất Thành á. Nhưng mà em làm trái ngành tại em đam mê về xe. Ừ. Giờ hiện tại nó làm xe thôi. 4 năm làm xe thôi mà em có được chăm lo được cho gia đình, gọi là thoát nghèo. Rồi còn có thêm cho mình một cái tài sản riêng nữa. Em có tự hào về bản thân mình không? Dạ nói chung là em rất là gọi là mừng lắm. Em tự mình làm hết ở nhà em kêu mày bớt làm đi mà thôi. Làm được tới đâu thì làm, ráng cố gắng. Dạ. Tự hào đó, anh thấy em anh đúng tự rồi. Hào lây nữa đó. Mình rất là xúc động đúng về cái câu luôn. Chuyện bạn này luôn. Ừ. Rất là hay. Chứ trước đây ở nhà là nhiều khi người ta đuổi đi không. Bây giờ thì về nhà của mình riêng hết rồi. Giờ không còn cần lo gì nữa hết. Giờ sẽ sống mình thôi. Hay quá. Dạ. Bây giờ sau này cho dù cuộc sống có như thế nào đi chăng nữa thì em cũng phải cố gắng như em đã từng cố gắng. Dạ. Bởi vậy em thương ba mẹ gia đình này kêu lắm. Nên đây nói không tới ra mà đường. Vẫn rất là xúc động luôn nè. Không có ra đường chơi nhà mà. Thôi nói chứ cũng đừng có bi quan quá em. Dạ. Hãy lạc quan mà sống. Với những cái gì mà em đã trải qua rồi anh nghĩ rằng là em không còn gì để gọi lo lắng, không có dạ, gì đúng. Làm em chùn bước được đúng cả. Rồi. Dạ, đúng với cái người lực của em, anh tin là em làm được rất là nhiều nữa, còn làm được nhiều hơn nữa. Dạ. Và một cái tương lai tươi sáng còn gọi là chờ em ở phía trước nữa. Dạ, em tự dạ. Phát triển. Dạ. Không có tự ti hết nha. Dạ, dạ. Chị Lan giống em đó, mỗi lần chia tay là chị Lan giàu hả? Chia tay chị Lan giàu. Dạ. Kỳ. Dạ thôi đừng chia tay nhiều quá chị khổ lắm. Đúng rồi. Giờ tôi giàu lắm. Kệ. Bà ham giàu mà cần chia tay hả bà hai? Tôi giàu á, tôi chia tay tôi giàu rồi cho nên tôi cũng quan trọng rồi tôi chia tay bao nhiêu lần. Ai muốn dám lấy bà nghe câu nói nữa. Tôi muốn giàu cái chia tay là mỗi lần chia tay giàu. Vậy là muốn giàu đúng không? Thật ra thì đó là cái phương châm của Lan, bởi vì khi mà mình chia tay một cái mối tình đó mình phải luôn ngẩng cao đầu mình sống làm sao để cho người ta nhìn mình người ta phải tiếc. Được, câu này được, giống như bên đây. Đó. Đừng nói là mỗi lần chia tay giàu, muốn chia tay hoài muốn giàu. Là tại muốn tránh nỗi đau thôi. Được rồi, nói tội nghiệp bé nó chưa yêu lần nào. Nó sợ. Cuộc sống nó phức tạp đúng không? Không có gì màu hồng như mình nghĩ đâu. Nhưng mà bạn ấy đã trải qua những cái gọi là hỉ nộ ái ố trong cuộc sống rồi. Thì bạn ấy là người rất là vững chắc luôn nha. Mình có thể dựa vào bạn ấy, không có ai có thể lấn mình được. Dạ mở rào. Trời, giống như hai anh em song sinh vậy ông ơi. Tới luôn. Có quà tặng bạn không? Dạ, em cảm ơn, em cũng có quà. Rồi, cảm ơn. Nhiều khi nhìn thấy này thì thấy giống mình luôn á. Dạ. Mở ra coi bạn gái tặng gì vậy? Anh có thể mở ra xem nha. Đúng rồi. Dạ. Anh có thích đọc sách không?
Rồi. Rồi anh là khoái học nhất luôn, cái gì cũng học. Tôi... anh là cái trang bìa anh em có ghi một câu nói tâm đắc của em á. Anh đọc ha. Để chị cầm. Anh đọc nha. Dạ anh đọc. Thật hạnh phúc cho những ai biết cho mà không cần nhớ và biết nhận mà không cần hề quên. Thân tặng anh. Cảm ơn em. Nói chung cái gì mà sách hay gì này, học hay ghi đồ là anh mê lắm. Nói chung là mới học. Về đọc hết cuốn này để mình hẹn hò cho nó thành công nha. Dạ cảm ơn. Rồi. Em gửi tâm... anh quyển sách này thì để những lúc rảnh á thì anh có thể đọc cho em nghe, hoặc là anh đọc xong thì anh sẽ kể lại cho em nghe. Tại vì em cũng ít có thời gian để đọc sách á. Dạ. Cũng rất mong là gì đó. Ngồi ghế. Cô cũng thông minh mà không đọc được, đưa người khác đọc kể cô nghe. Yên tâm sẽ có người khác đọc. Rồi quay mặt qua bên kia kìa. Ừ. Hiện tại em đang ở đâu? Em ở Đồng Tháp anh. Làm công việc ở Đồng Tháp luôn hả? Dạ. Rồi ví dụ mà sau này đã quen được mà về được, có chịu về Sài Gòn sống được không? Dạ thì nếu mà tìm hiểu nhau cảm thấy hợp, tình yêu mình đủ vững chắc thì có thể mình xem xét lại. Còn ví dụ mà còn anh á, thời gian của anh nhiều khi đi làm nhiều quá, chẳng như thường thường anh giờ hành chính á, giờ hành chính là anh đi làm công ty. Cuối tuần thứ bảy nhật anh đi tổ chức sự kiện, chương trình anh phải ánh sáng này kia cho người ta. Rồi nhưng mà anh vẫn dành thời gian, ví dụ mà có thời gian dành cho em nhưng không nhiều. Nhưng mà tin nhắn này kia là vẫn có, ví dụ mà giờ thì anh có buồn hay gì không? Dạ không sao anh, tại vì mình phải hiểu nhau. Dạ, mình phải hiểu nhau. Em có hỏi gì anh không? Dạ anh quan niệm về tình yêu như thế nào? Nói chung anh quan niệm tình yêu là cái nhất phải tin tưởng nhau. Cái thứ hai là phải tôn trọng nhau. Và cái thứ ba là này kia, hai người cùng nhau cố gắng là được, đủ sống. Em thì cần rất là cần sự trung thủy nè, rồi biết lắng nghe và chia sẻ. Để mình đi làm ở bên ngoài á là công việc rất là mệt rồi, thì về nhà có người để mà tỉ tê nhau, nghe những cái câu chuyện buồn vui thì rất là hạnh phúc luôn. Đúng rồi, nói chung là phải hiểu nhau là được. Với lại phải... em cũng cần sự nhường nhịn nữa, biết nhường nhịn cho nhau. Khỏi lo, anh chịu đựng giỏi lắm. Chịu đựng em có thể nói luôn. Chuyện về y tế được, bởi vì Nam đã từng học đại học chuyên ngành về y tế đó. Trước đây anh học là anh làm bên y tế, ngành y là 2 năm, về thiết bị máy. Máy móc bệnh viện là tất cả những máy anh đều trải qua hết. Anh học trường nào ra? Nguyễn Tất Thành. Anh học Nguyễn Tất Thành, xong rồi sau đó anh về viện lý y sinh thêm 2 năm nữa. Là xong rồi ra trường là đi làm luôn. Làm 2 năm ráng cố gắng kiếm tiền để mua âm thanh, mua đồ kia, giờ về quê làm. Xong rồi mê xe, để chuyển qua ngành làm xe. Cái từ từ làm lên quản lý luôn. Dạ. Làm ráng cố gắng lắm. Mình hỏi anh hỏi sao đó. Vì còn... cái quãng đường nó cũng khá xa đó. Nói chung là anh không ngại xa đâu, anh đi thoải mái đi hoài được. Tại vì anh chịu đi lắm. Anh ví dụ mà khi nào em cần anh cần hẹn ngày hay hẹn gì kia, anh sắp xếp công việc được hết. Anh có thể sắp xếp được ha. Được hết rồi, sắp xếp lúc nào cũng được hết đấy. Dạ. Đồng Tháp là ở huyện nào? Dạ ở huyện Cao Lãnh ạ, nhưng mà hiện tại đang làm ở thành phố Cao Lãnh. Thành phố Cao Lãnh. Giờ cao tốc nó nhanh lắm á. Dạ đúng rồi. Rồi. Đi cái rột cái tới liền. Dạ, chờ mình tầm tiếng mấy tới thôi. Ừ. Đúng rồi đó. Em của chị đi là 2 tiếng mấy tới rồi này. Dạ. Vậy là chuyện hẹn hò là quá đơn giản đúng quá không? Quá đơn giản. Về thì chúng ta hãy ăn thua lời rồi, bạn nữ có mở cơ hội cho nhau thì được. Dạ dạ. Mà anh nè. Có hỏi gì hỏi đi. Dạ, nếu như mà mình cảm thấy hợp nhau thì có thể là tiến tới. Nhưng mà sau này tiến tới hôn nhân thì anh có thể giúp đỡ gì cho gia đình? Thì nói chung á, khi mà cưới là anh vợ chồng sẽ ra ở riêng. Nhà anh có nhà riêng, ở riêng. Thì cái chuyện ở riêng xong rồi thì tiền bạc thì vợ lo thì mình đâu anh đúng tới. Nói chung anh chỉ muốn đi làm thôi. Còn tiền bạc anh ít, anh dở giữ tiền lắm. Anh đưa tiền như là anh đem cho người ta hết rồi. Thấy ai khổ khổ là em cho hết. Giống như mình đã từng trải cái mình thấy người ta không, cái mình đem mình có nhiều tiền túi đem cho hết, không bao giờ dám bỏ tiền nhiều túi. Thì ai đi ra đường thấy ai khổ cũng đem cho người ta hết. Không, lại mình từ xưa giờ mình khổ cũng quen rồi. Đến giờ mà thấy người ta hoàn cảnh hồi xưa giống như mình, mình thương lắm. Kiểu vậy. Anh cảm nhận về em như thế nào? Em dễ thương, dịu dàng. Nói chung là dạ. Còn thấy anh cũng mập lắm không? Nói chung anh cố gắng giảm cân đó rồi mà, nhưng mà từ nhỏ tới lớn nó đã vậy rồi. Con người ta sống ra thì sinh ra nó vậy luôn á. Nó không, nó từ nhỏ lên đã mập vậy luôn, không phải là lớn mới mập.
Tại vì anh cờ rượu chè cờ bạc là không đụng tới gì, uống bia không biết uống giọt luôn. Nhưng mà đi làm thì nhiều khi nó tiếp xúc bạn bè này kia mà không muốn là không muốn là vậy. Nhưng mà về nhà thì thích trồng cây rồi thôi, trồng lan trồng đồ, là về cái mấy có ba mới 29 tuổi về nhà mẹ mua lan mua đồ về nhà trồng, không ra đường riết ba mẹ rầu về em luôn, rầu về rầu luôn, sợ không có vợ luôn á, nên là có nhà nhà không à. Anh có biết hát không? À, anh biết hát. Anh hát tặng em một bài nha. Cho em xin miếng nước đi. Hả? Xin miếng nước, xin miếng nước. Xin nước tiếp nước đi. Ly cà phê đá. Không, cà phê đá là tắt tiếng luôn đó. Ly nước cam không đường. Cho lon bia ướp lạnh được không? Dạ, vô dạ. Em ơi, vô. Vô. Cảm ơn chị. Vô. Để bển uống luôn. À, anh hát một khúc của ca khúc Khi nào kết hôn của Thế Minh. Tại vì giờ 29 tuổi rồi, ơi. Đứng ra đường là bạn bè là cứ ra đường bạn bè cứ hỏi hoài, nên là hát này luôn cho nó đừng hỏi nữa. Cuộc chơi còn vui, bia chưa kịp khui chưa hết hồng, chuyện kia từ từ tính sau. Mẹ cha đừng lo, tương lai sẽ có con dâu ngoan hiền cùng bạn cháu con. Đi đâu ai cũng hỏi, đến bao giờ mình kết hôn. Trời ơi lo chi sớm, mới 30 từ từ tính sao. Chỉ một câu hỏi suốt ngày hỏi tới hỏi lui, còn chuyện bên ai thế nào là chuyện của tôi. Mình còn ham chơi thế mà bạn bè cứ kêu, ê chừng ngày mai cưới giờ, ê đừng nói xui. Cuộc chơi còn vui, bia chưa kịp khui chưa hết mình, chuyện kia từ từ tính sao. Mẹ cha đừng lo, tương lai sẽ có con dâu ngoan hiền cùng đàn cháu con. Dạ hết. Em gái hát lại đi. À, dạ con lúc nãy nói là điểm yếu của con là không có giỏi và năng khiếu đó. Hò đồng nên... tháp đi. Thôi để đáp lại cái tấm chân tình của anh, con sẽ con cũng sưu tầm được một bài thơ. Thì con sẽ những cái câu trong bài thơ là những gì em muốn nói đến anh ha. Đời sẽ đền cho em một tình yêu đủ bao dung ấm áp để nhiều ôm em vào lòng. Sao bao phiền nhiễu, thương em bất chấp tất cả mọi điều. Đời sẽ đền cho em một tình yêu nên em không cần phải suy nghĩ nhiều, chân thành cũng sẽ được đền đáp, cho nên em hãy tin vào tình yêu. Dạ hơi rung nên là cũng mới sưu tầm đây nên là không có nói được trôi trải à. Rồi. Chúng ta nói với nhau về quan điểm về hôn nhân gia đình. Đúng cho rồi. Nhau nghe đi. Dạ thì cái độ tuổi của mình hiện tại thì công việc ai cũng đã ổn định rồi, thì em cần một mối quan hệ nghiêm túc. Mình sẽ tìm hiểu nhau, mình sẽ tính tới cái chuyện xa hơn là kết hôn luôn. Không có để quá nhiều thời gian để gọi là yêu nhau hay là tìm hiểu nhau với những người khác nữa. Thì nói chung là anh giờ cũng sẵn sàng hết rồi, chỉ cần là có người đồng ý là đến thôi. Hai bạn có dự tính là kết hôn rồi sanh bao nhiêu đứa con không? Có thích không? Có nói về cái quan điểm đó không? Em thích ba sanh bao nhiêu đứa con? Dạ, em tầm 2 bé. Còn em? Em thì vợ sau của em vậy. Hiền quá trời hiền luôn á. Bây giờ đứng lên đây đi tới tỏ tình với cô gái đi. Mạnh dạn lên. Chị thấy em vẫn còn rất là nhút nhát, rất là thiếu tự tin. Em nhiều khi á, em làm chương trình cho người ta đông người lắm luôn, mà em không sao hết á. Mà tự nhiên em lên em đứng ra là em bị rung. Không có gì rung hết. Nói chung là em còn bị ám ảnh quá khứ đó. Yeah.
Cho nên là mấy cái gì đã qua rồi thì bỏ qua, bây giờ là mình phải tự tin tiến lên phía trước. Mình nắm lấy cái cơ hội này, đây là cơ hội mà để em có được một cái người phụ nữ mà nãy giờ em nhìn em rất là thích, đúng không? Yeah. Đó, thì bây giờ mạnh dạn tới nắm tay cô ấy, nói những cái gì mà thật lòng nhất của bản thân mình từ hồi nãy tới giờ, và mình mong muốn gắn kết với cô này như thế nào, mình có hứa cái điều gì hay không, rồi mình nói cho cổ, rồi mình thuyết phục cổ. Đầu tiên là cổ phải bấm nút về với mình cái đã ha, tự tin lên. Yeah. Tự tin lên. Được nắm tay vậy? Được nắm tay, trời ơi, cấm rồi, trên 18 tuổi rồi. Thôi rồi mình nói chuyện thôi, từ từ nắm. Dù sao gặp đây cũng là cái duyên. Thì nếu mà mong em... Nắm tay vô, tự nhiên đứng nói vậy giống như trả bài vậy đó. Nắm tay cô gái chân thành trên, vô. Rồi cái này là bắt tay nha, bắt tay đối tác. Mình nắm tay đó, đây. Nắm sao? Ông yêu rồi, người ta chưa yêu, ông hỏi. Thì dù sao đến đây cũng là cái duyên. Rồi anh cũng mong là mình cho nhau được cơ hội, được mình tiến xa hơn. Rồi thì cứ mình cứ được thì cứ anh thì được thì tiến tới, thì sau này chuyện gì là anh lo hết, không có gì hết. Cố gắng về nhau thôi. Nói chung là tình cảm là quý thôi, chứ giờ nói nhiều cũng không được bao nhiêu. Thì cái lời nói của anh, lời hứa của anh ở trên đây, thì em hy vọng là hiện tại và tương lai và về sau này luôn anh sẽ thực hiện đúng như vậy. Rồi, cảm ơn. Sao nắm tay rồi thấy làm sao? Anh khá là lạnh. Vậy hả? Dạ. Em có thấy rung động không? Em có thấy rung động không? Dạ có. Dạ có một xíu. Để không. Tay vào nút bấm đi em trai. Ở phía tay trái đó. Đâu ta? Em đây, cái gì? Chị hỗ trợ cho. Vâng, xích ngồi sát vô. Rồi. Rồi, bây giờ thì các bạn hãy suy nghĩ lại về những cái giây phút vừa trải qua. Chúng ta nói cái gì với nhau? Liệu rằng cái lời nói đó có tạo nên cái niềm tin cho chúng ta hay không? Và những gì chúng ta nói thì chúng ta phải thực hiện nha, chứ không phải là nói suông đâu. Và khi mà các bạn quyết định, các bạn bấm nút thì các bạn phải có trách nhiệm với cái nút bấm này. Bởi vì đây là một sân khấu, một cái sân chơi để cho các bạn tìm hiểu nhau thật sự. Và chúng tôi cũng bỏ thời gian, bỏ công sức ra để tìm hai cái hồ sơ cho hợp nhau. Nên các bạn phải thật là... thật lòng với cái nút bấm đó, chứ không phải là bấm cho vui hoặc là vì một lý do nào đó nha. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1, 2, 3. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau, nắm chặt tay nhau nào. Đó. Anh ấy rất là chân thành. Tôi nghĩ rằng người tốt đó nha. Yeah. Cố gắng tạo cho anh ấy một cái cơ hội để anh ấy có thật nhiều cơ hội để chứng minh được tình yêu của mình. Ráng lên nha Kinh. Yeah, yeah. Đừng có tự tin trong cuộc sống nữa. Yeah. Đừng có tự ti bất cứ điều gì nữa. Yeah. Mình đã có một sự thành công nhất định rồi. Mình không có gì để tự ti trong cuộc sống cả. Bây giờ chỉ có một cái là tập thể dục cho bụng nó xuống chút xíu nữa thôi là được. Thật ra tập là cho em khỏe chứ đúng không rồi. Phải nói về body của em. Đúng rồi, tập cho nó khỏe xuống xíu là được rồi. Ngày nào cũng ráng bơi, ráng bơi. Cố gắng là... Rồi quên bơi với anh cũng chắc cũng gần bằng rồi đó. Nha. Dạ. Rồi, đừng có tự ti hết nha, nhớ. Dạ. Cố gắng chinh phục được cô gái này. Dạ. Cổ cũng hiền lành, chất phát luôn á. Dạ, em chờ cứ nhiêu đây hả? Chờ đó nha. Cố gắng lên nào. Dạ. Bây giờ nè, coi như gia đình của bạn gái đang theo dõi chương trình này, mình nhìn vô mình chào hai bác, chào gia đình. Hôm nay tụi con có điều kiện hẹn hò với nhau, hai bác hỗ trợ cho con thì con hứa gì đó nói với gia đình của bạn gái đi. Dạ, vô qua chương trình này thì con cũng hứa với gia đình của bạn gái, bạn nữ, thì nếu mà được có duyên thì mong được cho phép con tiến tới bạn nữ. Nếu mà hợp nhau. Con sẽ gì? Con sẽ cố gắng lo cho bạn nữ hết mình. Lo hết mình luôn ha. Dạ. Mình mà lo không biết chừng nào nó hết nổi đâu. Được rồi. Dễ thương lắm, nhớ nha. Tặng cho bạn mấy Doraemon nữa. Dạ, nhớ Doraemon của anh.